Lâm Gia nói về hai đại đệ tử của mình, Long Tuyết và Huy Lát. Lâm Gia đã hết thời gian hồ từ khi nhập kho, tức là vào tù, nhiều người nói tuổi sinh năm 1956 là nữ thì vất vả lần đần, còn nam thì sống chết vì một chữ tình. Khi nghe tin một số đàn em theo chân mình vào tù, Lâm giận chúng ghê gớm và hứa rằng khi ra tù không thèm nhìn mặt những đứa không biết vân lời. Một số đàn em ở ngoài thì vẫn dựa bóng của Lâm tác oai tác quái vô truyền thành thế. Lâm là kẻ tức thời hoàng lương bao nhiêu thì đàn em của Lâm ở ngoài lại ngông nghênh coi trời bằng vùng bấy nhiêu, chúng vẫn học lâm là dùng giang hồ để làm giàu, nhưng cách thức thể hiện thì ngông cuồng hơn. Sợ đàn em đi vào vết xe độ của chính mình Khi còn làm đại ca của một nhóm giang hồ lớn đất cảng, điều mà lâm già thường dặn dò đàn em nhiều nhất là hạn chế tới mức tối đa việc va chạm, đụng độ với người của công an, cơ quan chức năng tất cả những mối làm ăn những quan hệ xã hội buôn gian bán lậu ngày ấy lâm già đều cố gắng dùng tiền để giải quyết một cách tối đa ít không được thì nhiều nhiều tiền mà vẫn chưa ăn thua thì lúc đó sử dụng một chút bạo đực nhưng chủ yếu để dọa là chính lâm già triết lý rằng ai chẳng thích tiền của kẻ biết điều Lê Quang Huy, tức Huy Lát, sinh năm 1956, dân Hải Phòng chính gốc và Trần Đức Long, tức là Long Tuyết, sinh năm 1970 là hai đệ tử được Lâm Già truyền nghề cho nhiều nhất. Theo giới giang hồ thì Huy Lát và Long Tuyết là đệ tử ruột của Lâm Già, nhưng ruột thật hay ruột giả thì chỉ có Lâm Già mới người biết rõ được điều đó. Khi Huy Lát và Long Tuyết bị bắt thì Lâm Già vừa mãn hàng tù vài tháng. Lâm không kể rõ nhưng nhiều người xác nhận chính Huy Lát là thằng đàn em đến nhà tự nguyện bỏ tiền thuốc chữa bệnh cho đại ca và chỉ đề nghị khi nào khỏe thì Lâm già chỉ cần ra văn phòng công ty của Huy Lát ngồi lấy uy là tiền tiêu không cần nghĩ Lâm già không nhận lời của đàn em nào mà nhìn chúng thể hiện. Việc Lâm già từ chối quay lại với con đường doanh nhân đào búa xuất phát từ lời khuyên của vợ và con gái. Vợ tôi và con gái nói Cả đời giang hồ đã lấy hết sức khỏe của bố rồi, bây giờ bố cần nghỉ ngơi. Giang hồ thời bố khác bây giờ nhiều lắm, còn không muốn bố dính dáng đến vòng lao lý nữa. Nghe vợ khuyên, tôi thản nhiên với tiền, bạc và quyền quy một thở. Nhìn đàn em vùng vẫy mà thấy sợ, thấy lo về những hậu quả mà họ sẽ phải gánh chịu, trả giá. Lâm già nói, Huy Lát và Long Tiếp lên xe xuống tàu chỉ vì những mối quan hệ nhằn nhịch, tất nhiên là kèm với ít tiền, mà thể hiện mà can thiệp để mất mạng thì không phải là một giang hồ già dơ. Theo Lâm già, giang hồ thời của Lâm ít máu hơn bây giờ, cái tính ngông nghênh, hiếu chiến, thích đánh người, trêu người người khác, thích thể hiện cái tôi của Huy Lát và Long Tiếp học của cô nên, chứ Lâm già không hề dạy đàn em như thế. Biết đàn em sai mà không làm được gì nữa dù ở tù hay đã về nhà thì lâm già vẫn theo dõi và cập nhật thông tin của giới giang hồ hải phòng đặc biệt là đàn em cụ của mình khi biết huy lát thì hiện thái quá chính lâm già cũng ra sức khuyên ngăn rằng chú nhiều tiền danh giang hồ cũng có thời buổi bây giờ khác xưa hãy đối thoại để cùng nhau chung sống đừng căng như dây đàn làm gì mà đừng thể hiện sự ngông cuồng ở chốn đông người nữa nhưng huy lát bỏ ngoài tai lời khuyên của đại ca mà phản biện rằng em là chủ doanh nghiệp tiền hô hậu ủng thế mà bị chúng nó chọc quê ở chốn đông người tức là quầy ba sàn nhảy không chịu được cục tức dâng lên làm nghẹn thở nên phải thể hiện để bảo vệ cái danh giang hồ thôi nói rồi huy lát cũng kể cho lâm già nghe một chuỗi như chiến tích của mình nào thì đánh người ở nhà hàng quán bar vũ trường chỉ vì thích một ca sĩ ở thành phố hồ chí minh nhưng người này không thích trong kinh doanh thì sử dụng bạo lực côn đồ để chèn ép bạn hàng. Đã làm ăn với Huy là họ bị bắt phải mua đắt của hắn, bán rẻ cho hắn. Trong người lúc nào thì cũng có súng, không vừa ý với ai. Huy Lắc sẵn sàng rút súng ra dọa và bắn để dằn mặt. Khi lực lượng chức đang đến làm nhiệm vụ, Huy Lắc vẫn coi thường, chống đối quyết liệt. Thế là bao nhiêu tiền bạc làm được, nào là xe hơi đắt tiền, nhà hàng ở Tuần Châu, Quảng Ninh, rồi những thay thiếp đều chẳng mang theo được gì khi huy bị bắt và đi tù vì tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ lâm thực thà huy lát bị bắt tình nghĩa giang hồ tôi buồn nhưng đã khuyên ngăn rồi huy kháng thuốc thì sao chữa được tự tìm đường vào ngõ cụt thì tự mình phải chịu thôi cũng như bệnh lao kháng thuốc của tôi ấy không khỏi được tôi phải chung sống với nó suốt đời nó hành hạ giữa tôi và cái chết cái sống gần nhau lắm tôi hiểu nhưng anh em không hiểu thì đành chịu thôi với long tiếp thì lâm không nhiều ấn tượng nên cái gọi là đệ tử ruột của lâm già có lẽ do người đệ tử nghĩ vậy lòng kém lâm đến 15 tuổi khi đó thì chắc cũng chỉ là một trong những quân của đám đệ tử lâu la chứ chưa thuộc hàng sao số được truyền nghề vậy nhưng lòng lại được nhiều người biết là nhiều nghề của lâm già hơn là huy lát huy lát thì thích đại đáo chỗ đông người thích đụng để trêu ngươi cơ quan chức năng thì Long lại ngược lại. Tất cả những phi vụ làm ăn của Long chỉ là những cái vỗ vai nhẹ, không thực hiện thì dùng đàn em gây áp lực khống chế. Long có súng nhưng chỉ đút trong người để phòng thân chứ không mang ra khoe như huy lát. Những chốn đông người thì Long ẩn mình quan sát thấy có đụng chạm ở bên cạnh, Long bỏ đi, không tham gia những thị phi ân oán của người khác. Thế hôm đám tang của Long, anh có mặt không? Làm già cười lớn. Tôi thấy này đi đâu được cái giường là bạn của tôi đến chết thôi tôi nhờ người quen đem vòng hoa đến viếng chẳng gì thì cũng có một chút tình nghĩa xưa cũ đám tang của long hoành tráng như của dung hà vậy khi về với tổ tiên anh mong đám tang của mình thế nào tôi mong được lo hậu sự cho mẹ đàng hoàng còn mình chết là hết tiếng tai tai tiếng hay gì đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa làm thế nào người ở lại tức là vợ con tôi thấy hành thản là được. Ông Trầm Giang Hồ Đất cản một thời trầm tư nói. Thế giới ngầm, cây thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.